Suy niệm lễ Đức Mẹ Hồng Sác lên trời. Bài của Linh Mục Ignacio Trần Ngà. Bí quyết để được yêu thương. Có một bí quyết giúp chúng ta trở nên dễ thương và được mọi người quý chuộng. Đó là đừng tự cao tự đại, đừng kiêu căng tự phụ, nhưng phải sống khiêm tốn với mọi người. Bí quyết đó được Chúa Giêsu tóm gọn như sau: phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Bí quyết này cũng được mẹ Maria để lại cho đời khi mẹ viếng thăm bà Elizabeth. Bây giờ mẹ cất lời cảm tạ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho mẹ diễm phúc tuyệt vời. Những lời tôn vinh này chứa đựng bí quyết để được Thiên Chúa và mọi người yêu thương. Trước hết, bài ca diễn tả ý tưởng ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống qua những câu sau đây: Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Luca chương 1 câu 51-52. Tiếp theo, bài ca nói về việc ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên qua câu: Chúa nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Mẹ nhìn nhận rằng chính vì mẹ sống khiêm tốn như một tôi hèn tớ mọn của Chúa nên được Chúa đối thương và ban cho mẹ diễm phúc lớn lao. Mẹ nói: phận nữ tỳ hèn mọn, người đối thương nhìn tớ, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Tóm lại, bí quyết giúp ta được Thiên Chúa và người đời yêu mến là ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên, và ai khiêm nhường sẽ được mọi người yêu mến. Rất nhiều sự kiện trên đời giúp ta hiểu rõ bài học này. Tháp cao thì dễ nghiêng, cây cao thì dễ ngã, người tự cao thì dễ bị hạ xuống chỗ thấp hèn. Trong khu rừng có hàng triệu cây lớn nhỏ, non già đủ loại. Cây càng cao thì càng bị gió lay, dễ bị sét đánh, dễ bị bão tố làm gãy cành hay bật gốc. Trong khi đó, những cây nhỏ bé mềm mại như lau sậy thường được an toàn trước phong ba bão táp. Trong xã hội loài người cũng thế, những người tự cao tự đại thì thường bị người đời chi ghét và tìm cách hạ bệ, còn những người khiêm tốn thì luôn được người đời mến thương. Thế nên, để tránh cho cây cao không đổ ngã, người ta phải liệu cho chúng đâm rễ thật sâu hay phải chặt bớt ngọn. Muốn cho những tòa nhà cao tầng không nghiêng đổ, người ta phải đóng móng thật sâu. Tương tự như thế, người có địa vị hay tài năng trỗi vượt người khác cần phải đâm rễ sâu bằng nếp sống khiêm nhường. Có như thế mới tồn tại lâu bền. Cuộc đời của mẹ Maria là bằng chứng đầy thuyết phục cho quy luật này. Mẹ sống rất khiêm tốn nên mẹ được Thiên Chúa tôn lên cao. Hôm nay bài ngợi khen của mẹ Maria đề ra cho chúng ta hai chọn lựa. Thứ nhất, muốn được Thiên Chúa và mọi người thương mến thì hãy làm như người chăm sóc bảo vệ cây dày kinh nghiệm, biết chặt bớt những ngọn cây cao kích thích cho bộ rễ đâm sâu vào lòng đất, hoặc làm như người xây dựng lành nghề khi thi công những ngôi nhà cao tầng phải đóng móng thật sâu vào lòng đất. Nói chung là biết loại bỏ tính kiêu căng và sống khiêm tốn với mọi người. Thứ hai, muốn bị người đời ghét bỏ và xa lánh thì cứ việc sống như cây cao không đâm rễ sâu, như nhà cao tầng chẳng có móng vững, nghĩa là cứ dương dương tự đắc, tự cao tự đại mà chẳng biết khiêm tốn hạ mình. Lạy Chúa Giêsu, không ai trên đời sống khiêm nhường và hạ mình như Chúa. Nhờ đó Chúa được tôn vinh, chúc tụng đến muôn đời. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa và Đức Mẹ để sống khiêm tốn dịu hiền. Nhờ đó chúng con sẽ được chung hưởng vinh phúc với Chúa và Mẹ trên thiên đàng vinh hiển. Amen. Bài của Linh Mục Ignacio Trần Ngà.